xin chào anh em nha. Sáng nay mình có làm một cái cây hạt châu thì đăng lên giao lưu cho anh em. Cây hạt châu này vẫn song thụ, rất đẹp nha anh em. Bộ đế rất đẹp, trải đều. Anh em quay một vòng cho anh em xem. Dòng này là dòng hạt châu lá nhỏ, trái nó chuyển qua ba màu từ xanh, vàng, đỏ. Và trái chơi rất bền. Dòng hải châu lá nhỏ thì nó rất đẹp nha anh em. Thì cây này cũng đã khai thác lâu rồi, chi cành cũng khá ok rồi. Thì anh em lấy về chơi thôi. Thì cái đường kính chậu nó thì khoảng 40 và chiều cao nó khoảng là 50. Quay cận cảnh cho em xem nha. Em xem cái chi tàn đó nè, chi cành thì cũng làm cũng khá ok rồi. Anh em về chỉ việc chơi thôi. Anh em xem bộ đế ha. Bộ đế rễ rất mạnh và trải đều tương đối. Thân thì cũng bằng cổ tay mình nha. Bằng cha kia 10 tiếng anh em, bằng cha kia 10 tiếng. Dòng này là lá nhỏ rất đẹp nha anh em. Rất siêu trái, siêu ho. Rồi cái này mình xin giao lưu với anh em là giá là 600k, không bao ship nhé. Giao lưu với anh em 600k, không bao ship. Cây rất đẹp như này. Rồi, cảm ơn anh em.